Chào các bạn, Jolie đây. Chào mừng các bạn đã tới với video của Jolie. Trong video này thì Jolie sẽ nói về chủ đề cách phun môi bông đậm và chuyển màu tốt sau khi mà bông xong. Tại vì sao? Tại vì thường là tất cả các môi, cho dù môi thâm hay không thâm đi chăng nữa, thì môi chỉ có thâm phía ngoài, cái màu nó nhạt đó. Nhưng mà trong lòng môi bao giờ cũng trắng tái. Và sau khi mà phun xong thì cái phần môi nó nhạt hơn. Mà đậm thì chúng ta sẽ cần đậm trong lòng môi. Thì trong video này Jolie sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà giúp cho lòng môi đậm và giữ màu tốt hơn. Thật ra là những thời gian trước mà Jolie làm, nếu mà các bạn xem video của Jolie thường xuyên thì các bạn sẽ thấy là Jolie nếu mà môi thâm, Jolie cũng thiên về cử thâm, hoặc là những cái môi mà không thâm thì lên màu chủ đạo. Nhưng mà đối với thời điểm như hiện tại thì sau khi một khoảng thời gian mà Jolie nghiên cứu hơn về da môi thì Jolie mới phân tích ra một cái vấn đề. Thường là môi, những cái vùng mà thâm thì những cái vùng đó sẽ là những cái vùng mà bông ra chữ màu được tốt hơn, màu nó sẽ đậm hơn. Thâm là ở đâu? Người ta thâm ở môi trên này, thâm ở viền môi dưới, thì những cái vùng đó bao giờ bong ra cũng sẽ đậm màu ở vùng môi trên, viền môi dưới, nhưng mà lòng môi bao giờ cũng nhạt. Nhưng mà khách hàng của các bạn không có biết cách truyền đạt với các bạn, khách hàng của các bạn nói là em ơi sao môi chị vẫn nhạt, nhưng mà người kiểu thuộc viên nói đâu em thấy môi này đậm lắm, môi đậm rồi đó chị, được rồi á. Nhưng mà thật ra là khách của các bạn nó cần đậm là đậm bên trong lòng môi. Thì những cái vùng mà không thâm, những cái vùng trắng tái trong cái phần da môi á, thì những cái vùng đó chúng ta sẽ cần làm đậm để giúp cho môi nhìn đậm hơn và giữ màu tốt hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm theo quy tắc ngược lại. Đối với phần mà trong lòng môi nó trắng nó tái thì chúng ta cần đậm, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái màu mà có nhiều cái tông nâu. Tức là ví dụ là bây giờ hiện tại Jolie sẽ sử dụng cái tông màu đỏ cam đậm để mà nhấn trong lòng môi. Đỏ cam đậm tức là chúng ta sẽ nhỏ đỏ cam tươi cho thêm một xíu giọt màu nâu vừa, sẽ ra tông màu đỏ cam đậm, sẽ giúp cho lòng môi được đậm hơn. Tức là tông nâu nó sẽ trầm lại và giúp cho lòng môi nó đậm. Ngược lại so với phần phía môi ngoài, với những cái phần mà môi ngoài là những cái vùng mà nhiều ánh nâu, thâm nguyên thủy của khách á, những cái vùng nâu đen tối màu, thì chúng ta cần phải dùng màu trắng để mà triệt sức tố màu, màu thâm nó đi, rồi phun màu hồng cam sữa, rồi lên màu cam tươi no mực để giúp cho môi tươi màu. Còn đối với lòng môi thì chúng ta sẽ chơi ngược lại, dùng cái tông mà có tông nâu nhỏ vào trong cái chấm mực màu chủ đạo. Thì tất cả các môi hiện tại Jolie đều sử dụng là tông màu đỏ cam đậm, hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái tông màu thay thế giống như là cam đất nè, rồi màu đỏ cherry, những cái tông màu mà có ánh nâu thì chúng ta vẫn có nhấn lòng. Hoặc thậm chí là các bạn sử dụng những cái tông màu giống như là màu chủ đạo của các bạn, phun ở phía ngoài nhỏ thêm một nửa giọt màu nâu vừa hoặc là một giọt màu nâu vừa đều được. Trong ví dụ một chùm mực nâu vừa đi, một chùm mực màu chủ đạo thì các bạn cho một giọt màu nâu vừa khuấy vào, khuấy cho nó đều quá, xong sau đó các bạn phun vào lòng môi sẽ giúp cho lòng môi đậm. Suy nghĩ đơn giản đi, cho màu đỏ cam đậm trong lòng môi là đủ rồi. Thì ở đây Jolie sẽ cho các bạn xem một số hình mà trước đây mà Jolie có làm á. Thì trước đây mà Jolie làm những cái ca môi thì những ca môi đó Jolie không nhấn lòng, cho nên bao giờ nhìn nó cũng nhạt. Nên đó là lý do tại sao môi sau khi bông xong nó cảm giác vẫn nhạt, nó không có đủ độ đậm, nhìn nó vẫn trắng trắng, nó tái tái trong lòng môi. Lòng môi các bạn cứ đi cái tông màu đậm thiệt đậm đi, thì lòng môi bông ra nó bằng màu hoặc là nó đậm hơn trong lòng thì nó vẫn là đẹp rồi. Cho nên cái tông màu đỏ cam đậm là tông mà màu hiện tại mà các bạn học viên cũng như là Jolie hay sử dụng. Ở đây Jolie cũng có một ca môi mà vừa rồi có làm cho một bạn học viên học tại lớp. Thì trước khi làm, ca môi của bạn là đang bị vấn đề là lòng môi bị trắng tái và bị cái phần mà viền bị đậm viền. Tại vì trước đây bạn đi một chỗ người ta đi có phần viền, rồi một bên thì nó bị trắng nhạt màu, nó bị thiếu màu. Thì khi mà đi đối với ca môi này thì Jolie sẽ sử dụng màu trắng để hạ bớt cái phần viền và phá phần viền, sau đó sử dụng màu vàng chanh để làm nhạt lại phần viền môi, phun màu đỏ cam tươi vào trong vùng bị trắng phía ngoài của phần viền môi, trong cái phần mép môi bên tay phải của khách hàng, và sử dụng màu đỏ cam đậm để nhấn lòng môi. Và sau khi mà tầm 3 ngày sau môi bông sạch vẫy thì lúc này màu môi đã đều hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là cái phần viền á, trước đây bạn đi chỗ khác người ta đi phần viền khá là đậm, cho nên nhìn cái phần viền nó vẫn bị sắc. Thật ra Jolie thì không có hướng tới cái việc mà đi viền nhìn nó bị sắc, cái phần viền thì nó không có tự nhiên. Thì đối phần viền này thì có thể là tầm 1 tháng sau Jolie sẽ bắn laser để mà phá cái phần viền. Chứ nếu như mà các bạn đi loang màu ra phía ngoài thì thành ra nó bị to cái phần viền môi của khách cũng không nên. Cho nên các bạn lưu ý, nếu như mà đối với trường hợp này muốn phá viền thì các bạn sẽ sử dụng máy laser để bắn cái phần viền để phá. Còn kết quả sau khi làm thì các bạn cũng đã thấy là phần viền môi có nhạt hơn so với trước khi làm, đều cái phần màu ở phần mép nó bị
trắng tái và lòng môi được đậm hơn. Và một số ca môi của Jolie làm thời điểm hiện tại thì Jolie đều thiên về nhắn lòng và nhắn những cái tông màu mà có ánh nâu giúp cho lòng môi đậm hơn và bong ra chữ màu được tốt hơn. Jolie mong rằng là với video này sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về cách đi môi, làm sao bong ra đậm và giữ màu được tốt. Nhưng mà các bạn đừng có suy nghĩ rằng là phun môi kim 1 là lâu. Nhưng mà thật sự là kim 1 đi không lâu tẹo nào. Đối với kim 1 như Jolie đi hiện tại trong vòng 50 phút đã xong. Cho nên phun môi kim 1 không phải lâu, mà lâu là sao? Lâu là cho các bạn về thao tác, các bạn đi từng chút, các bạn ngắm từng chút, rồi lau không có sạch, lau 2-3 cái, rồi các bạn đi từng đoạn, nhìn từng đoạn, xong rồi thao tác chấm mực, rồi căng da, nó bị rất mất thời gian. Cho nên để làm nhanh, các bạn cứ đi hết, đi cứ từng đoạn, đi hết một lượt, xong chúng ta sẽ kiểm tra lại xem từ chỗ nào nó bị nhạt, bị trắng, thì các bạn sẽ đi thêm vào vùng trắng đó, tập thao tác đi cho nhanh lên. Chứ đừng có mà cô ơi kim một lâu quá, đi tách màu lâu quá, rồi các bạn đi kim bằng máy pen, rồi các bạn biết tỉ le màu vào, các bạn sẽ không kiểm soát được lượng màu. Quan trọng chúng ta sẽ tập về kỹ thuật lắc máy, ghim cho chắc màu vào da, và chúng ta sẽ tập về cả thao tác, chứ không phải là do mực. Mực nó sẽ hỗ trợ chúng ta, nhưng mà các bạn mix màu hay đi tách từng màu nó vẫn giống nhau mà thôi. Nhưng mà tách từng màu các bạn sẽ kiểm soát được lượng màu hơn, và cố gắng tập thao tác thật nhiều. Một đôi môi đẹp thì cần những yếu tố như sau: kỹ thuật, nguyên lý màu sắc, màu mực và máy sẽ giúp cho chúng ta một đôi môi đẹp. Chúc các bạn làm thật tốt. Jolie mong rằng với video này sẽ hữu ích. Các bạn nếu như thấy video này hay và hữu ích, đừng quên ấn like và subscribe kênh của Jolie. Bên Jolie bán đầy đủ về dụng cụ phun sinh thẩm mỹ, đặc biệt dòng mực roi của Đức, màu rất trong, rất bóng và tự nhiên, và có bán luôn cả màu chai đỏ cam đậm. Với chai màu đỏ cam đậm thì các bạn sẽ đi cho tất cả các môi, giúp nhắn lòng và bong ra lòng được đậm hơn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn trong video của lần sau.